Xin chào bà con, chào các bạn đã quay lại với kênh Trại Giống Hồng Phước. Thì hôm nay thì tôi quay ở địa điểm này là cái khu trại mới ha bà con. Thì tôi vừa mới chuyển hết cái số lồng dế lên đây, nhưng mà tôi mới làm được có mấy lồng à. Mới hàng lại được có mấy lồng à. Còn còn một số lồng chưa hàng xong. Đó thì như bà con thấy thì khu trại khu vực dưới cái nền đá này nè. Thì tôi sẽ cho nuôi dế à. Còn ngổn ngang lắm bà con, chưa có cái gì vô cái gì hết nè. Đây còn cái máy cái rèm che ở đây mà chưa có làm xong nữa nè. Thì hôm nay tôi không có thời gian bà con đó, thì tôi cho cái dế nở từ từ đó, chứ chưa có kịp gì hết. Thì ở dưới thì cái khu trại dưới thì tôi đã dỡ hết rồi đó, tôi bỏ dưới hết rồi, ở khu trại cũ á đó, tôi đã bỏ hết rồi. Thì ở đây lên đây khu trại mới thì tôi cho nở lại ha bà con, tôi cho nở lại từ từ đầu đó. Đây để tôi cho con xem cái lượng dế nó nở tương đối lắm bà con. Dế nở rất là đông, thì dế nở được ngày ngày rưỡi hay bà con. Thì hôm nay có một mình tôi làm. Thì cái khu vực trại mới đây thì còn còn nhiều cái để làm lắm bà con. Đó. Thì tôi tiêu chí tôi đây tôi không có gì mà tôi phải gấp gáp hết trơn bà con, để tôi làm từ từ. Thì chừng nào xong thì nó xong thôi, chứ bây giờ mà gấp quá thì thuê mướn người đủ thứ hết, làm cũng khó khăn quá bà con. Thì giờ thì đây đến Tết thì sẽ hứa hẹn sẽ có cái lứa dế để giao kịp Tết cho bà con. Đó, thì khu vực này thì tôi nuôi từ từ, thì lứa này thì một tháng nữa thì tôi giao được ha bà con. 20 ngày nữa là tôi 25 ngày nữa là tôi có thể giao cho tiệm chim cá cảnh rồi. Hôm nay có một số bà con mà gọi lại tôi hỏi về cái dế thương phẩm đó bà con, dế chim cá cảnh á, tại vì do cái khu vực làm cái khu trại mới, chuyển lên khu trại mới này nè, thì công việc nó khá là nhiều, cho nên là tôi không có thể nào mà nhận đơn được cái dế chim cá cảnh nhiều đó. Đang hiện tại thì đang hụt cái nguồn dế nữa, vì vậy thì cũng rất là tiếc là không thể cung cấp được cho một số bà con ở khu vực như là Cà Mau nè, Kiên Giang, Hậu Giang gọi tôi rất là nhiều đó, nhưng mà đành phải gác lại thôi bà con. Hẹn lại nếu mà bà con có cần thì sau này sẽ gọi lại đó, chứ hiện tại thì tôi cung cấp không đủ hay bà con. Thì tôi thì một mình tôi thì không thể nào mà làm cho nó hết được hết hay bà con, không làm thế nào mà làm cho nó đủ được. Thì chạy riêng chạy tôi và thêm 5 anh em liên kết nữa ha bà con, 5 anh em liên kết đó thì đang hiện tại đang cung cấp cũng ổn định đó. Thì cái nguồn giống thì cũng khá là dồi dào đó, thì hẹn bà con là 1 2 bữa, 5 3 bữa thôi chứ không có hẹn nhiều đó, tại vì 5 anh em làm rất là nhiều đó. Còn tiệm chim cá cảnh thì giao giao thì tôi đã giao một số mối ấy, thì mối cũ thì vẫn phải giao hay bà con, thì chia lại cho anh em giao. Hiện tại thì tôi không có giao, chia lại cho mấy anh em liên kết giao hết. Hiện tại thì mình không đủ nguồn dế thì mình không có giao nổi đó. Thì cũng nhiều anh em bà con liên kết gọi lại hỏi tôi về cái vấn đề bao tiêu này nọ, rồi xa quá, thật sự sự là xa hoặc là gần gì tôi cũng không có làm đó. Ví dụ như bà con chưa có nuôi gì hết trơn, hoặc là nuôi 1 2 lồng, 2 3 lồng đó, cung cấp hẹn tôi cung cấp thì bây giờ biết biết đường đâu mà bao tiêu đó. Nhưng mà cái việc mà bao tiêu tôi thấy tôi làm thì tôi sẽ có ăn, còn anh em làm thì anh em nó hơi bị eo hẹp, cho nên là tôi không có thích cái việc đó. Thì ví dụ như tôi muốn liên kết chỗ nào thì tôi đặt vấn đề anh em cung cấp cho tôi, thì để tôi giao cho mối lái, hoặc là tôi chỉ định giao chỗ nào
đó chứ không có đại trà được hay bà con. Trên cả nước thì cũng không có thể nào mà mình gánh nổi hết cho tất cả các mọi người được. Nó vì vậy thì cũng mong rằng thì anh em cũng đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau để mình cùng phát triển cái mô hình nuôi con dế này. Thì một số bà con nào mà chưa biết về cái mô hình con dế thì cứ liên hệ lại để cứ liên hệ lại trại, trại sẽ cung cấp cho bà con hoặc là trại sẽ hướng dẫn cho bà con. Cửa không khóa. Đó, trại sẽ hướng dẫn cho bà con về cách chăn nuôi hoặc là mua bán này nọ rồi. Còn việc bao tiêu thì tạm thời gác lại ở đó. Thì cũng mong rằng là bà con được chăn nuôi được thành công và có một cái mô hình mà mình đang mong ước hay bà con. Thì nói dông nói dài thì cũng vậy hay bà con. Thì ai cần thì cứ liên hệ. Mình thì có ghim cái số điện thoại của trại ở ở trên màn hình á, thì bà con cứ liên hệ hoặc là nhắn tin Zalo cho mình. Đó, nếu mà mình bận thì cứ nhắn tin cho Zalo cho mình tới ba số lần. Đó, bà con cứ thoải mái mà liên hệ để mình biết thêm thông tin về con dế hả bà con. Đó. Hiện tại thì con dế ở đây. Đó thì tôi có thêm cái mô hình ở đây. Đó, sau này cái mô hình lươn thì cũng có quay cho bà con một vài clip lươn lươn á, thì cũng chưa có kịp thời đó, đang xử lý nước trong cái hồ đó bà con. Đang xử lý nước, hiện tại thì đây là ốc. Ốc này. Ốc của tôi vậy. Thì thôi. Có dịp thì tôi sẽ chia sẻ cho bà con nhiều hơn về cái mô hình con lươn này ha bà con. Đó, thì chia sẻ kinh nghiệm thôi, mình trao dồi kiến thức kinh nghiệm lẫn nhau ha bà con. Chúc bà con thành công ha bà con. Chào bà con.